Thật ra trong ván thi đấu đầu tiên á, thì bên phía của Team One họ đã chuẩn bị bài. Thú thật với anh em là bởi vì Team One là seed 1 ở bảng A nên được quyền lựa chọn bên. Họ quyết định là lựa chọn bên phía của đội 1, và tôi cảm giác như là cái cách cấm và chọn của họ đã có sự chuẩn bị, và họ chuẩn bị bài để có thể đánh ba cánh rừng một cách rất là triệt để ở trong cái giai đoạn cấm và chọn. Đầu tiên là họ cấm một cái con tướng Lissandra có khả năng đẩy đường tốt của Sao Hu và cái khả năng big play của Sao Hu khu vực đường giữa nữa. Sau đó là họ cấm những cái kèo kiểu dạng là đánh kỹ năng của Rish ở khu vực đường trên đó với Camille và Zac, và họ có được cái sự chuẩn bị Hermenger và Ashe ở khu vực đường dưới. Đây là một cái cặp đẩy đường rất là khỏe. Ashe đẩy đường khỏe là bởi vì tay nó dài, và đây là con Ashe mưa kiếm. Ashe mưa kiếm khác với Ashe nhịp độ ở chỗ nào? Là cái khả năng đẩy đường ở con Ashe mưa kiếm, cái khả năng chơi hit ở những cấp độ đầu tiên chắc chắn sẽ tốt hơn so với Ashe nhiệt độ. Ashe nhiệt độ thì nó sẽ tạo ra cái đường dưới luôn đẩy, và chưa kể cái ủ súng của Heminger nữa, đúng không? Rồi con Ray là cái con tướng đi rừng khỏe nữa. Và trong cái bối cảnh là Akali được pick ở slot 4 của Sao Hu, nó khiến cho bên phía của Angie gần như là bị mất đi cái trục ở đường giữa. Cho dù Faker có thể chơi con tướng nào luôn, Azir, Victor hoặc một con tướng nào thì đều cũng sẽ có khả năng đẩy đường tốt hơn so với Akali. Ha. Thì nó có một cái trục đường giữa đẩy rất là tốt dành cho bên phía của T1, và họ hình thành nên một cái đội hình đánh ba cánh rừng. Chút nữa sẽ nói về đánh ba cánh rừng như thế nào, về cái lý thuyết đánh ba cánh rừng như thế nào. Còn bên phía của Angie thì là một cái đội hình khá là quen thuộc mà thôi anh em. Cá sấu nè, đánh với lại Camille, Aphelios, Nautilus đều là những con tướng mà đã thể hiện cái sự thuận tay nhất định ở trong giai đoạn vừa qua của các thành viên của phía Angie, đúng không? Nhưng mà cái kèo mà kiểu dạng cá sấu với lại Camille bây giờ không có còn là cái kèo thắng nữa, nó khác so với giai đoạn ngày xưa. Giai đoạn ngày xưa là LCK 2019-2020 họ thường hay đánh kèo này, và con cá sấu là cái con tướng chủ lực. Nhưng mà trong cái giai đoạn vừa qua thì Camille nó cũng được giảm cái nội tại, nó có một cái nền khiên, với lại nó có những cái tình huống trao đổi chiêu thức. Ngày xưa con Camille phải lấy cái thiêu đốt và đánh rất là hay thì mới thắng được cái kèo này. Nhưng mà bây giờ thì những cái sự tăng tiến ở trong những cái điểm ngọc đó, nó giúp cho Camille nó tạm thời là nó không có thua, thậm chí là nó sẽ nhỉnh hơn. Chỉ có một cái điều là con Camille thì con cá sấu thì nó dễ phối hợp với rừng hơn mà thôi. Ví dụ rừng AP hoặc Nearly hoặc là Elise gì đó thì nó sẽ dễ phối hợp với rừng hơn, bởi vì nó có một cái làm choáng chỉ thẳng đầu kiểu là như vậy ha. Chắc tôi ít thai nha anh em. Ít thai để mình coi. Đây, anh em sẽ thấy đây là một cái điểm này của Sahu là hợp lý ha, cái nhánh phụ kiên định. Còn Faker sẽ tận dụng cái đồng phủ đầu với rỉa máu liên tiếp gây sức ép nè. Anh em thấy cái điểm của Camille nó giúp cho Camille có lợi thế ở trong cái kèo này nè. Đó. Rồi bên cạnh đó thì sẽ là cái khả năng đẩy đường rất là rác ở khu vực dưới nữa. Mưa kiếm của Ashe. Rồi các thứ. Và ba đường, cảm giác như ba đường của phía Angie ở trong ván thi đấu đầu tiên bị bích thua ở cái khả năng đẩy đường. Và thông thường cái thế mà ba cánh rừng á, thôi bây giờ nói khúc đầu đi, xong rồi chút nữa sẽ nói về cái thế ba cánh rừng sau. Cái sự khác biệt ngay cái chỗ này nè. Đây, cặp đôi đường dưới được di chuyển ra sớm đúng không? Cái sự khác biệt ngay cái chỗ này so với cái cướp rừng của bên phía của Gam Esports đó là đây nè, đây. Đầu tiên là họ dàn trải cái đội hình của mình ra. Sau đó 1 phút 24 giây họ di chuyển từ cái vách đá vô trong rừng của phía đối phương. Tại sao cái chỗ này 1 phút 24 giây mà cái chỗ này cái khác biệt của bên phía của Gam là cái gì? 1 phút 19 giây Gam đã bắt đầu di chuyển vào rồi. Để tôi mở cái trận đó cho anh em coi. Gam với lại đâu rồi ta? Tích Gam với lại Gam với DS hả? Đây. Tôi phân tích rất là kỹ ngay cái chỗ này. Khi mà mình cướp một cái sự cẩn trọng, khi mà thấy rừng của nó di chuyển về đây và sai lát nó gì ở lúc đó là có thể 24 giây vuông
cướp cướp gây skip, tại vì họ biết cái sức mạnh đến từ Levi hoặc là những tình huống cố gắng để tạo được biến khu từ dưới. Nói chung họ cắm mắt đều có thể phòng ngự ha. Rồi anh em thấy chưa, 1 phút 19 giây Gam đã bắt đầu chạy, 1 phút 19 giây Gam đã bắt đầu chạy vô rừng. Điều này nó khiến chênh lệch 5 giây nó khiến cho đối phương có cơ hội để có thể phản ứng và xử lý ngược trở lại với tình huống của chúng ta. Ok, thấy chưa anh em, thấy chưa anh em, thấy chưa sự khác biệt ở đây là vài giây đúng không? Thì cái pha này vô hơi sớm một chút, 1 phút 24 giây là vô rồi. Tại vì 1 phút 24 giây vô á thì mình sẽ tạo ra một cái thời điểm bất ngờ, lúc đó là có thể là Silas nó vẫn sẽ đứng ở đây và Silas nó di chuyển về không kịp. Anh em thấy sự khác biệt giữa 1 phút 24 giây và 1 phút 19 giây chưa? Và hồi xưa là cái này là tôi tính cho tụi Buffalo luôn, tôi tính cho những cái tình huống cướp ba cánh rừng của bên phía Buffalo luôn. 1 phút 24 giây và 1 phút 19 giây nó tạo ra một cái sự khác biệt nhất định, và thậm chí là kiểu như là không có máy quét thì sử dụng cái con mắt vô cắm để có thể biết được mắt của phía đối phương. Điều này nó sẽ tạo ra một cái tình huống bất ngờ hơn dành cho những cái tình huống xử lý cướp của mình, và đối phương sẽ không có kịp di chuyển. Là anh em nhìn thấy nè, đối phương sẽ không có kịp di chuyển, top lane của đối phương sẽ không kịp di chuyển, mid lane của đối phương sẽ không có kịp di chuyển. Mình hoàn toàn là người chủ động ở trong cái tình huống này. Và thậm chí là sau khi coi cái pha mà cướp của Gam rồi đó, tôi coi pha đó là tôi thấy không ổn rồi, nên tôi có BM cho Levi luôn. Tôi có BM Levi là tôi góp ý ngay cái tình huống đó luôn. Để tôi cho anh em coi cái đoạn chat, không thôi anh em lại nói tôi mỏm. Đây là sau khi coi cái tình huống đó nha, sau khi coi cái tình huống đó nha, thì tôi đã cố gắng BM cho Levi để ok, mình cố gắng để mình sửa ở trong những cái tình huống này để mình tạo ra những cái pha thi đấu mắc binh hơn của một ván đấu. Và cái này là tôi tính từ năm 2018 rồi, tính rất là lâu rồi, tính rất là lâu luôn rồi đó. Anh em thấy không? Tại vì sao mà Bengi nó có khả năng nó tính được? Nó ở Hàn Quốc mà nó tính được. Tôi cũng ở Việt Nam nhưng mà tôi cũng tính được những cái tình huống đó. Bởi vì đó là những cái tình huống mà nó sẽ mang lại cái lợi thế lớn nhất dành cho một cái team đi cướp rừng. Mình thêm những cái yếu tố nữa. Mình sẽ thêm những cái yếu tố nữa để mình đưa ra một cái phương pháp tối ưu nhất dành cho những cái tình huống của mình. Mấy cái pha này là tính được hết đó. Mấy cái pha này là tính được hết đó. Anh em nói tôi mỏng thì tôi chịu, chứ mà những cái tình huống này là những cái tình huống mà kiểu dạng mấy cái này là nằm trong tính toán hết rồi. Tại nó sẽ đưa ra một cái lợi thế lớn nhất dành cho đội hình của mình. Còn vô cái tình huống ngay cái chỗ này, tại 1 phút 24 với lại 1 phút 19 giây nó sẽ có những cái điểm khác biệt như sau anh em. Thứ nhất là 1 phút 24 giây mình sẽ có cái sự bất ngờ. Còn nếu như mà mình di chuyển 1 phút 19 giây á, thì mình sẽ có thời gian để có thể dọn rừng nhiều hơn. Nói chung là mình sẽ có thêm thời gian dọn rừng nhiều hơn, nhưng mà sẽ ưu tiên cho 1 phút 24 giây thì nó sẽ là tối ưu hơn ở trong một cái tình huống cướp rừng. Anh em thấy không? Chứ mỏng thôi á, không có pha này để là một cái ví dụ minh chứng á, thì anh em lại nói là tôi mỏng. Anh em lại nói là cái suy nghĩ của tôi là tầm xàm, suy nghĩ của tôi là lý thuyết. Và bây giờ đó, bây giờ anh em thấy là tụi thế giới là tụi nó tính tới cái mức đó đó. Nó hợp lý chưa? Rồi ok ha, chuyển sang cái một cái câu chuyện khác. Một cái câu chuyện khác là một cái vòng ba cánh rừng sẽ đánh như thế nào. Hiện tại á, thì đang có hai con tướng mà có thể phục vụ được cho cái việc mà đánh ba cánh rừng. Đánh ba cánh rừng là mình cướp một cái cánh rừng của phía đối phương và sau đó mình sẽ ăn hai cái phần rừng còn lại và mình đẩy cho con rừng của phía đối phương. Cụ thể là chỉ bó buộc vô ba bãi nửa dưới, bãi cua và bãi người đá của mình mà thôi. Nói chung là khép góc cho hàng quay á, hàng quay nó sẽ bị khép vô ba bãi ở nửa dưới nè. Sau đó là có thể cướp được bãi đá nè, và sau đó là ăn được bãi cua nè, là nó sẽ bó rừng của phía đối phương vào nửa dưới, còn rừng của mình thì sẽ có được nhiều tài nguyên hơn để có thể găng. Ở thời điểm hiện tại thì trong liên minh bây giờ chỉ có hai con tướng để có thể làm được điều đó. Thứ nhất là con Ray, thứ hai là con Olaf. Tại vì đó là những cái con tướng rất là khỏe ở những cấp độ đầu tiên, và cái việc mà dọn rừng của những con tướng đó vừa nhanh mà vừa lại không bị tốn máu nữa. Thì hai con tướng đó anh em
Mấy cái này tôi phải nói để cho kiểu như là không thôi là anh em người nước ngoài tính được, nhưng mà mình người Việt Nam mình cũng tính được vậy. À, này là đúng vô bài luôn nha. Kiểu như là ăn bùa đỏ, ăn bãi chim, sau đó chạy về ăn bùa đỏ của mình, ăn bãi chim của mình, sau đó tùy theo cái rừng của phía đối phương mà mình đánh theo cái rừng của phía đối phương luôn. Hoặc là mình có thể bỏ qua bảy bên bùa đỏ của mình tùy theo cái thế. Nói chung là mình sẽ bó rừng của phía đối phương vào nửa dưới, thì lúc đó nó sẽ có một cái nguy cơ anh em dành cho bên phía của Tiên Quanh là lane sẽ bị gank. Tại vì hằng quay nó hết tài nguyên ở trong rừng rồi, nên nó dọn xong thì nó phải có cái khoảng thời gian trống, thì thường là nó có thể ra gank ở đường giữa hoặc là nó có thể ra gank ở phía đường dưới. Thì trong cái bối cảnh này thì cặp đôi đường dưới đang liên tiếp đẩy của bên phía Tiên Quanh, nó giúp cho họ có thêm gì, có thêm cái cơ sở để mà có thể xử lý cái lane của mình và có thêm cơ sở để có thể di chuyển các mắt. Và cái con Hemminger này cũng là cái con tướng mà có thể khắc chế được Nautilus khá là tốt anh em. Ngoài cái khả năng đẩy đường á thì nó sẽ hạn chế được những cái tình huống kéo của Nautilus, và kéo kiểu dạng mình kéo trúng ụ súng, mình có thể núp sau ụ súng á, hoặc là cho dù đối phương có kéo trúng mình luôn thì con Hemminger nó có thể phản ngược trở lại luôn, nó có thể có một tình huống làm choáng. Và khi mà làm choáng thì những cái sát thương đến từ những cái ụ súng á, nó sẽ gây ra trúng vào người của Nautilus, nó rất là đau. Thì cái kèo này là cái kèo rất là khó dành cho Nautilus. Ha, quay như đã nói đó, thì quay ăn ba bãi thôi anh em, tại vì nó bị kẹt ở trong rừng á, quay ăn ba bãi thôi. Thật ra pha này pha này nếu quay mà kiểu dạng tinh quái hơn một chút á, thì sau khi một tình huống mà ra đường giữa quét mắt của phía đối phương á, nó nên vòng về xuống đường dưới, nó vòng về cái con cua dưới, sau đó nó kết thúc cái vòng rừng của nó bằng cái bãi người đá. Nếu như ra một cái thế mà găng bót được á thì nó nên găng bót, tại tình huống này là nó bị lộ hình ở đường giữa rồi, và cái việc mà nó ăn con cua trên sẽ rất là khó, tại vì thằng owner nó vẫn đang là cái thằng rừng chủ động. Và cái tốc độ dọn rừng của con Ray nó rất là tốt. Anh em thấy à, Honor dọn rừng 4 bãi vẫn còn trừng phạt ra tranh chấp. Thì cái pha này là cái pha mà tôi đánh giá là cái nhận định và cái cảm giác của Ray nó hơi bị sai nhịp ngay cái chỗ này chút xíu. Thay vì đó nó có thể nó đánh lừa đối phương. Có rất là nhiều những cái tình huống đánh lừa như vậy rồi được diễn ra ở trong những cái giải đấu chuyên nghiệp. Thì đó, giả vờ như là nó phá mắt xong rồi nó sẽ dòng về con cua dưới, xong rồi nó kết thúc cái vòng rừng của mình bằng bãi người đá của phía đối phương. Như vậy nó sẽ ăn được cái vòng rừng 5 bãi và gây áp lực ở cánh dưới. Nếu như mà cánh dưới sơ hở nó có thể găng. Còn nếu cánh dưới mà không sơ hở hoặc là như thế nào á thì nó có thể nó về nhà, nó bê về nhà, nó triển khai cái vòng rừng thứ hai của nó bằng bãi sói. Bằng bãi sói lúc đó nó đang chuẩn bị nó hồi lại rồi, thì lúc đó nó vẫn sẽ có một cái khoảng trống để có thể tạo ra cái đột biến. Cái sự lợi hại của cái việc mà đánh ba cánh rừng á, ngày xưa nó rất là quan trọng, ngày xưa nó rất là ghê. Tại vì ngày xưa cái bãi quái vật rừng là 3 phút hồi lại một lần. Và khi mà cái tốc độ dọn rừng nhanh của những con tướng như Olaf hoặc là những con tướng như Ray nữa, thì cái việc mà nó farm rừng triệt để, sau đó nó tham minh cái bãi rừng của phía đối phương á, ví dụ bãi chim của phía đối phương ra đúng không, nó ra nó cướp thêm lần nữa. Và đường giữa, đường trên hoặc là đường dưới của nó luôn đẩy thì nó sẽ tạo ra liên tiếp những cái thế cướp rừng đó. Thì nó khiến cho những cái thằng rừng của phía đối phương nó càng ngày nó càng bị thọt anh em. Nhưng mà sau những cái đợt chỉnh sửa thì rừng bây giờ là 2 phút 30 giây. Thì vẫn sẽ có thêm cái cơ hội để cho quay nó farm ngược trở lại ha. Thì cái tình huống này là cái tình huống mà kiểu như là quay, tôi nghĩ là quay nó mất cái cảm nhận của mình đó. Tại vì cái việc mà đánh ba cánh rừng như thế này là hoàn toàn là về việc lý thuyết luôn á. Anh em có thể mường tượng, nếu như hồi nãy mà quay á nó luồn lách mà nó xuống cái vòng rừng ở nửa dưới, nó ăn con cua nửa dưới, thậm chí là nó có thể đi qua tầm nhìn luôn, nó di chuyển vào rừng của phía đối phương luôn, nó đi qua tầm nhìn luôn, thì phần nào đó với việc mà thằng quay nó hiện diện ở nửa dưới á, thì bộ đôi Gumayusi với lại Kerea lúc nào cũng phải cẩn trọng hết. Một á, là phải đứng kỹ. Hai á, là không có thể nào mà kiểu dạng đứng ép cao vào trụ của phía đối phương như thế này được. Và vô tình là nó gián tiếp nó giải tỏa cái áp lực dành cho Gala và Minh. Và nếu như mà Kira với lại Gumayusi đứng lỗi là nhiều khi tụi nó mở luôn, tụi nó đổi spell luôn, tụi nó găng ở đường dưới luôn, tụi nó phá thế ở đường dưới luôn. Chẳng hạn là như vậy ha. Rồi. Nhưng mà thật ra ván đầu tiên, một cái khen ngợi dành cho Gala là nó farm khá là tốt ở trong cái thời điểm đầu của ván đấu nè. Anh em thấy những cái tình huống như thế này rất áp lực. Những tình huống mà cạnh tranh như thế này rất áp lực. Tại vì Honor nó có nhiều tài nguyên quá, nó bắt buộc nó phải farm nhiều nên nó chưa có thời gian về nhà lên trang bị á.
Ván này bên phía của Tuyên Quang có lỗi hay không anh em? Có chứ. Có chứ. Thường á anh em, thường con sứ giả phút thứ 8 được ăn á thì nó sẽ đến từ cái lợi thế như thế nào anh em? Một á sẽ là cái lợi thế ở khu vực đường trên của mình đúng không? Đường trên của mình thắng thì mình sẽ kiểm soát con sứ giả rất là tốt. Nhưng mà về mặt bản chất á thì con cá sấu là cái con tướng mà nó có khả năng nó đánh giao tranh ở con sứ giả ổn, tại vì nó có thần cá sấu, nó có hiệu khống chế và nó chống chịu cái lượng sát thương ở trong cái nhịp đánh đầu tiên của phía đối phương. Thì thường là có một cái khái niệm căn bản ở cái game của mình á là con cá sấu, nếu có cá sấu khu vực đường trên nó rất là dễ để có thể kiểm soát con sứ giả. Nó giống như việc mà có con Kalista ở đường dưới, nó rất là dễ ở trong cái việc mà kiểm soát con rồng nguyên tố đầu tiên ha. Nhưng mà thêm một cái yếu tố thứ hai nữa, nếu như mà đường dưới của mình thắng á thì cái cơ sở để có thể kiểm soát con sứ giả của mình nó lại cao hơn, tại vì cái khoảng trống để có thể di chuyển dành cho cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của mình là cao hơn so với đối phương. Vẫn có cái khoảng trống nho nhỏ của quay để mà nó farm, nó không có bị bỏ lại quá xa ở trong rừng. Và pha này thì nó có mặt ở đường trên để tránh nó cover cho tình huống đai trụ nữa. River lên được cấp độ 6 luôn. Thì ở đây là cái khoảng trống nhỏ của Z để có thể di chuyển vào hỗ trợ, coi đối phương có cắm mắt hay không và có ý định để có thể cướp bùa đỏ. Anh em thấy ý định rất rõ ràng. Z quay ngược trở lại đẩy cái đợt lính ở đường trên. Faker luôn có cái dịp đẩy ở đường giữa nữa. Và Faker hướng tới một cái giày đầu tiên nha. Faker hướng tới một cái giày đầu tiên. Giày pháp sư. Và này cả hai bên đều đang rất là nỗ lực tranh chấp 50-50 nha. Mà Honor là người thắng. Tiếp tục gây sức ép. Tại vì lấy được trừng phạt của đối phương á, nên con chim lớn lúc này là thuộc về cho quay. Nhưng mà cái chỗ này nè, những cái tình huống ưng tỷ như thế này thì phát hiện được rừng của phía đối phương đúng không? Nhưng mà cái chỗ này nè, bởi vì cái nhịp mà cướp con bùa xanh này của Honor nó khiến cho cái khả năng kiểm soát cái quay lính ở khu vực rừng dưới của bên phía Tuyên Quang nó bị giảm. Tại vì Honor nó có ý định nó cướp con bùa xanh ngay cái chỗ này, nên bên phía của Tuyên Quang họ phải đẩy cái đợt lính ở khu vực rừng dưới, chứ họ không có tích được một cái đợt lính to. Anh em hình dung ra được không? Trong trường hợp này á, nếu như mà Honor có cái quyết định khác là sau đó về cái phần rừng của mình ăn bãi chim, ăn bùa đỏ, sau đó biến về di chuyển lên cánh trên, thì cùng thời điểm đó là bên phía của Tiên Quanh họ sẽ tích được cái quay to ở đường dưới để giải phóng cái cặp đôi Gumayoshi và Kiria. Nhưng mà bởi vì Honor nó quyết định nó vô rừng của phía đối phương và nó khiến cho Gumayoshi với lại Kiria là phải đẩy xong cái quay lính đó rồi mới về, rồi mới di chuyển vô hỗ trợ, nên không có tạo ra được một cái thế tích quay to dành cho bên phía của Tiên Quanh. Anh em thấy là quay này quay rất là bình thường, quay 6 con rất là bình thường. Nó không phải là một cái quay, hai quay nó chập lại với nhau. Và khi mà hai quay chập lại với nhau thì sẽ câu được thời gian nhiều hơn của AD với lại của sụp quân phía đối phương rất là tốt. Ha. Nên pha thi đấu này là pha thi đấu mà chính bản thân của Honor cũng bị trễ thời gian. Ở trong cái dịp kiểm soát thậm chí là nó ăn còn ăn người đá nữa. Nó còn ăn người đá nữa. Nên nó sẽ bị trễ cái nhịp kiểm soát ở con sứ giả. Và cặp bot cũng không thể nào di chuyển ra hỗ trợ kịp để tạo ra lợi thế về mặt nhân sự là 5 thành viên á. Anh em thấy nè. Ok, đẩy xong cái đợt lính đó đúng không? Về và không có bất kỳ một cơ hội nào để có thể tích một cái quay to. Đây chỉ đơn giản là một cái quay nhỏ được đẩy vô, sau đó Gala farm thêm cái quay nhỏ này. Hai người chơi hỗ trợ là gần như là di chuyển đồng đều và lại với nhau luôn. Và như đã nói á, thì bởi vì Honor đã farm quá nhiều ở cánh dưới và mất thời gian quá nhiều, nên cái việc mà nó có mặt ở cánh trên là gần như là không nhanh bằng so với thằng quay. Quay nó cũng rất là tinh quái. Nói chung pha này thì bên phía của Angie cũng rất là tinh quái ha. Và cái bộ ba của bên phía Angie đánh pha này rất là ghê. Bộ ba pha này đánh pha này ác thực sự. Một pha chủ động tốc biến dồn sát thương nè. Chủ động tốc biến dồn sát thương. Và Honor thực ra cái pha này nó giữ được con sứ giả là nó tạo nên được thêm cái điều kiện thắng nữa. Chứ mà pha này Honor mà không giữ được con sứ giả thì mọi thứ nó không có dễ dàng dành cho phía của Tiên Quanh ha. Pha đánh này hay quá. Bên phía của Angie đánh pha này cái gỡ lại hết cho quay luôn. Anh em thấy là chênh lệch của hai người chơi đi rừng thậm chí là bây giờ nghiêng về cho bên phía của Angie luôn á. Nghiêng về cho bên phía của Angie luôn á. Đó, thì nó đến từ những cái tình huống di chuyển hơi bị dư thời gian của Honor á. Chứ mình nếu như đẹp trong cái thế này rõ ràng là cặp đôi đường dưới của mình đang đẩy.
rừng của mình đang mạnh hơn đối phương. Đồng ý là đối phương sẽ có những con tướng như là Akali hoặc là Rễ Tinh, nhưng nếu như mình mà bên phía Coating One mà có đủ 5 người á, thì họ sẽ tràn lên khu vực trên, kiểm soát sẽ giảm cách rất là dễ dàng. Nhưng mà cái biến số ở trong cái tình huống vừa rồi nó sẽ là như thế này và nó diễn ra cái cảnh như thế này. Nhưng cái pha thi đấu tiếp theo thì lại rất là hay của bên phía của Tiên Quan. Pha này là một cái pha mấu chốt luôn. Anh em để ý là cái pha này nè. Cái pha này á là Honor nó thấy là bây giờ tài nguyên của nó ở cánh trên còn nhiều, đúng không? Rich vừa rồi mới tóc biển, mới mất tóc biển, mới mất cái khổng lồ, mới mất cái thần cá sấu. Rất còn đủ full. Quay dọn xong cái đợt lính này, quay dọn xong cái cánh rừng này, quay về luôn. Về luôn là không có ý định lên khu vực đường trên nữa. Honor nó quyết định là nó chạy thẳng lên khu vực đường trên, nó bỏ qua bãi rừng của mình, nó bỏ qua bùa xanh để nó tạo ra một cái cơ hội tấn công. Cái khoảng trống tấn công của phía tiên quanh nó không có nhiều. Đó thời điểm mà con cá sấu nó không có tốc biến, nó không có thần cá sấu và nó bị khai thác ngay lập tức ở khu vực đường trên, thì cái pha đánh sâu là một cái pha đánh, tạo ra cái điều kiện thắng luôn dành cho bên phía của Tiêu Anh. Trước đó hai người chơi đường trên, anh em thấy nhìn không có chênh lệch đúng không? Không có bất kỳ một cái chênh lệch nào luôn. Chênh lệch về mặt chỉ số lính ok không? Thậm chí nếu như mà không có tác động đến từ rừng trong tình huống băng trụ này thì Rick nó còn nhỉnh hơn về mặt chỉ số lính nữa. Nhưng mà bởi vì đây là cái pha mà găng đến từ bên phía của Tiêu Anh, đến từ Honor, Honor bỏ qua bùa xanh. Nãy lướt qua ăn sói, ăn cóc, chạy thẳng lên cánh trên, đai trụ cái đợt lính ở khu vực đường trên. Trước đó là cái đợt lính mà cả hai đều đang chạm vào với nhau. Đây, đây là cái đợt lính đang đứng ở trước trụ một chút và nó sẽ tạo ra một cái sức ép để có thể đẩy luôn cái đợt lính này. Và Zed làm tốt ở trong cái đợt lính này trước cái thời điểm mà Rick nó có thể xóa, nó có thể tẩy cái đợt lính mà có thể bị đai trụ. Thì cái pha sau là cái pha mà tạo nên cái điều kiện thắng lớn dành cho bên phía của Tiên Quan đó. Nó tạo ra cái lượng chênh lệch của Zed với lại Rick. Pha này không ai cứu hết. Pha này Rick rơi vô cái thế không ai cứu hết. Không ai cứu luôn. Tại vì đâu có rừng cánh trên đâu. Pha này kiểu dạng đọc ý đồ thì may ra quay mới có thể cover được cho cánh trên đây nè. Lấy được trụ đầu luôn. Nào bắt đầu tạo ra cái lượng chênh lớn nè. Mất trụ. Cậu thành thảy nhanh quá ha. Kể từ đây thì mới bắt đầu tạo ra cái lượng chênh lệch lớn ở trong cái cánh đẩy đường đơn. Và từ đó, từ cái thời điểm đó là Grid nó thua lên luôn. Và này Faker quẹt e lấy cái đòn phủ đầu ha. Nhưng mà nếu Faker quẹt e vô xe sau đó chạy về chắc chạy được. Bị lùm ở đường giữa. Pha giao tranh trước đó thì nó mang lại hy vọng dành cho phía của Angie á. Nhưng mà pha này như đã nói nè, đây là một cái cơ hội để có thể tạo ra thêm cái điều kiện thắng của Tiên Quan khi mà xây dựng được một cái sự chênh lệch giữa cơ miêu với lại cá sấu. Và bởi vì có cái sự chênh lệch đó nên anh em sẽ thấy là những cái tình huống đánh của phía Tiên Quan lúc nào cũng đang nhỉnh hơn khoảng chừng một vài giây á. Thằng Reed ở trong ván thi đấu này lúc nào cũng sẽ đi chậm hơn so với con cơ miêu của Zed đó anh em. Và với việc mà có cái nhịp giao tranh hơn người của bên phía Tiên Quan đó thì họ rất là dễ ở để có thể vận hành ở trong những cái tình huống giao tranh. Mặc dù cái đội hình này muốn giao tranh tốt không phải là dễ nha. Tại cái đội hình này là anh em thấy một cái đội hình rất là nhiều sát thương. Có khả năng mở nhưng mà rất là nhiều sát thương và không có cái khả năng chống chịu đến từ một cái dàn cứng nào hết ở phía trước. Nên họ muốn mà phối hợp tốt được với nhau đó, thì họ phải tung những cái kỹ năng hoặc là họ phải có cái nhịp vào nó hay. Và nó nhanh và nó đủ mạnh. Thì cái đội hình này mà kiểu như cái đội hình mà không có nhiều khống chế, nó rất là khó đánh. Một cái đội hình này ở Việt Nam mình nếu mà vận hành tốt á, tôi nghĩ sẽ không có nhiều đội tuyển mà có thể đánh được cái đội hình này đâu nha. Thường ở Việt Nam mình sẽ cố gắng để có thể ưu tiên một cái đội hình mà có mở dễ dàng, có mở triệt để. Đánh giao tranh 2-2 thua luôn. Honor có mặt kịp thời luôn. Và đó quay chắc là cũng hơi rướng đánh Bozot. Honor đứng phía sau cover luôn. Pha trước với lại pha này nữa, nó tạo ra cái bộ đôi tóc rừng chinh hoàn toàn cho T1.
và từ đó họ lăn quả cầu tiết dần dần anh em. Từ đó anh em thấy cái thế trận nó bắt đầu nó cởi mở hơn luôn. Thanh tẩy nhanh quá ha. Anh em thấy nè, con cá sấu nó đang bị ở phía sau nè. Nó phải mất cái thời gian để mà nó dọn cái quay lính đó. Căn bản nó sẽ bị chậm hơn cái nhịp so với team. Bên phía của team quanh đang có 5 người ở đây, hoàn toàn có đủ 5 người ở đây trong khoảng thời gian ngắn. Khép góc, đặt ủ khép góc đồ các thứ này nọ. Mặc dù không có đại băng tuyển nha, bởi vì cái nhịp ăn mục tiêu của họ tốt hơn và cái nhịp di chuyển đội hình của họ tốt hơn nữa. Angie đổi lấy rồng, đây rồng 2 của họ. Hai bên đổi cái phần rừng anh em. Nãy anh em sẽ thấy Kera di chuyển vào rừng của phía đối phương, đặt lại cái ủ súng để có thêm cái lượng thông tin. Cái này Faker xử lý cũng ok, cũng ổn. Faker biết rằng team của mình đang có mặt ở nửa trên đúng không? Nên Faker sẽ gặp nguy hiểm ở trong cái tình huống này. Và quyết định đến từ Faker là sử dụng cái trường trọng lực để cho đợt lính chưa chạm vào trong trụ. Và sử dụng luôn cái chiêu cuối để có thể dọn cái đợt lính này. Bản thân của Faker cũng có đồng hồ, cũng có tốc biến nữa. Nên pha này Faker xử lý để không bị mất tài nguyên á. Còn nếu mà pha này nó bình thường mà một người chơi nào đó xử lý mà kiểu dạng đứng trụ hai được thứ là cái pha xử lý bình thường thôi nè. Và căn bản thì mình sẽ bị mất cái lượng tài nguyên, mất kinh nghiệm, mất tiền ở trong cái đợt lính này. Và Faker có quyết định mạo hiểm hơn chút là đầu tư cái lượng tài nguyên của mình để có thể câu kéo và tạo ra thêm một cái áp lực ngược trở lại ở cánh trường bản đồ dành cho bên phía của Thiên Quanh nữa. Họ xài luôn câu sứ giả thứ hai, họ lấy được trụ hai, họ thậm chí là gây sức ép vào cái trụ bực thềm luôn. Ván này tôi phân tích rất là kỹ cho anh em á. Ván này tôi phân tích rất là kỹ cho anh em á. Anh em sẽ thấy những cái nhịp di chuyển stick tập trung với team nè. Em cái nhịp mà đẩy đường lên trước đúng không? Dễ dàng đúng không? Có khoảng trống di chuyển dành cho Z đúng không? Đó, đường trên thì đợt lính thậm chí là đẩy tới cái địa điểm mà của cái trụ 2 luôn. Và khả năng dọn lính đến từ Rift chắc chắn là sẽ không có đủ nhanh, không đủ vượt trội. Thì nó sẽ tạo ra cái cơ hội để có một cái pha stick ở đường giữa, sải tay dài của Ash, khả năng cấu rỉ máu khó chịu của Kira này nọ đồ các thứ nữa. Chỉ cần họ làm pha này một nhịp hoặc là hai nhịp, pha này thì bên phía của Tiên Quanh họ quyết định luôn, họ đầu tư những cái chiêu cuối để có thể khép góc. Nè, họ trải luôn một đống những cái chiêu cuối nhắm vào Gala, khiến cho Gala bị out ra khỏi tình huống giao tranh. Họ lấy trụ thôi nè. Họ nói chung là những cái tình huống này là những cái tình huống macro của một đội tuyển đang dẫn trước về mặt thế trận. Họ tận dụng cái đợt lính ở hai bên cánh di chuyển sớm hơn đến từ cái nguồn nhân sự của mình, nguồn nhân lực của mình để có được một cái nhịp tập trung nhỉn hơn khoảng chừng vài giây thôi à. Nó chênh nhau khoảng chừng cỡ chừng 5 cho tới 7 giây. Anh em thấy cái sự khác biệt ở trong tình huống vừa rồi không? Khoảng chừng 5 cho tới 7 giây và nó sẽ tạo ra cái nhịp để có thể ăn được công trình. Còn nếu như cái lượng máu của trụ vừa rồi mà nó nhiều á, nó đỡ được cái nhịp đó thì bây giờ nếu như bào thêm được cái nhịp đó rồi thì họ giãn cái đội hình ra, họ tiếp tục làm lại cái điều đó thêm một lần nữa anh em. Thì cái đó là cái cách phương thức để có thể sử dụng macro ha. Thời điểm tiếp theo sẽ là cái thời điểm công rồng 3. Và thời điểm công rồng 3 anh em nhìn thấy cái lượng chênh lệch đâu đó khoảng chừng hơn 3.000 tiền, gần 4.000 tiền đúng không? Nhưng 3-4.000 tiền ở thời điểm hiện tại thì có thể là nó không phải thật sự là quá khủng khiếp, nó quá ghê gớm. Nhưng mà anh em phải so sánh vào đồ. Ví dụ khoảng chừng 1 phút sắp tới sẽ chưa có cái ngưỡng sức mạnh hai món trang bị đến từ những vị trí chủ lực. Còn bên phía của Tiên Quanh thì cái 3-4.000 tiền đó nó đang được cụ thể hóa, nó đang được vịn vào cái đồ lớn. Ví dụ như họ đang chuẩn bị có hai đồ lớn của con Ray nè, hai đồ lớn của con Camille nè. Thì đó là một vài những cái sự chênh lệch về mặt đội hình và trang bị với những cái lợi thế mà T1 đang có ở thời điểm này nếu như pha giao tranh ở công rồng 3 nó nổ ra.
Angie nãy giờ luôn rất nỗ lực để có thể bắt lẻ ha, nhưng mà Zed pha này đánh rất là kỹ, căn bản thì nó cũng không có lý do gì mà di chuyển vào rừng của phía đối phương cách mạo hiểm hết nè. Chỉ đẩy nửa đường thôi, nó chỉ đẩy nửa đường sau đó di chuyển anh em ha, chứ mà nó không có đẩy rướng tới đây, nó chỉ đẩy qua nửa sông thôi là bắt đầu di chuyển rồi. Nếu mà đẩy rướng thì bản thân của mình sẽ rơi vào cái tình huống mà có thể bị khai thác anh em. Đơn giản chỉ cần đẩy ra nửa sông thôi, sau đó đi cùng với team. Hồi ôi cái nhịp mở kìa. Pha này anh em thấy Huyết gần như là không có đóng góp. Pha này anh em thấy nè, cái nhịp mà đang chuẩn bị tập trung đội hình là Faker đầu tư dịch chuyển sớm luôn. Huyết gần như là không có đóng góp sát thương ở trong pha thi đấu này. Honor áp sát, Sahu thì hơi hổ báo chút xíu khi mà đó tưởng chừng như là tình huống đổi mạng lúc đầu rồi á, mà kích hoạt Ezio để cố gắng mid play hoặc là như thế nào thêm một chút nữa. Thì cái sự khác biệt ở đây nó chỉ nho nhỏ thôi, một vài những cái sự khác biệt nho nhỏ là bên phía của Trinh Quanh trong một khoảng thời gian ngắn giao tranh họ sẽ có lợi thế về mặt nhân sự và họ sẽ sẵn sàng tự tin để có thể đánh ở trong những cái tình huống đó nè. Pha này thì cả hai bên đều căn bản đều đã mất tài nguyên nha. Với lại bên phía của Tuyên Quanh là cái đội tuyển mà luôn có những cái tình huống sát côn rất là hay, kiểu như mấy cái pha mạng Baron sát côn của họ áp lực cũng tương đối rất nhiều anh em. Họ làm điều đó ở trong cái giai đoạn playoff của LCK rất là nhiều lần luôn á. Nè anh em thấy lúc nào cũng sẽ bị áp lực cái cánh đẩy lẻ. Thời điểm bây giờ là đang thua hẳn gần một món trang bị lớn của Huyết như thế này rồi, rất là khó để có thể tạo ra cái áp lực ở cái cánh đẩy đường đơn được. Nhấp nhả câu kéo thôi. Lính ra đường giữa thì ok, thấy đối phương đẩy thì họ đẩy được lính ra đường giữa, sau đó họ di chuyển qua ăn rồng. Gần như là những tình huống di chuyển đều trên về mặt thời gian á. Nhìn nó mượt. Mỗi lần mà đẩy cá sấu xuống, cá sấu thở. Mỗi lần đẩy Rít xuống là Rít sợ thở oxy. À, chuẩn bị đến với pha giao tranh quan trọng ở đường giữa đúng không? Pha này kiểu dạng hai bên vẫn đang cố gắng để có thể kiểm soát cái lượng tầm nhìn anh em. Bắt đầu tiến dần hơn vào rừng của phía đối phương rồi. Và có một cái áp lực khai thác ở cái cánh quá triệt để. Cái cánh hương của Zed á. Nó trở thành cái mũi nhọn tấn công quá mạnh. Lúc nào cũng đang cố gắng khai thác nè. Được một cái là bên phía của Anji nãy giờ phòng vệ cái khu vực rừng tốt nha. Nãy giờ họ không có bị xâm lăng nhiều vào ở trong rừng cánh trên. Nếu xâm lăng rừng cánh trên nhiều á, nó sẽ bị mất cái thế ra Baron nè. Họ đang ưu tiên cho cái việc mà kiểm soát cái lượng tầm nhìn ở rừng cánh trên. Đánh thiên về kiểm soát, bào đi những cái mục tiêu mềm như là rừng hoặc là cái tài nguyên ở trong rừng nè. Đánh một hồi cho tới một pha giao tranh mà bên phía của Tuyên Quanh lại tiếp tục làm rất là tốt pha giao tranh ở khu vực đường giữa. À pha này là pha Rush Baron đúng không? À, Zed đu lên để thu hút rừng đối phương, chụp cái R lại, hạt không nổ hơi xấu nha. Nếu mà hạt thông nổ mà nó đẩy Zed phía bên đây, Zed tốc biến về với team là thoát rồi. Hạt thông nổ nó hơi xấu. Hiến tế Zed để lấy bùa lại Baron. Mặc dù đúng là cái bùa lại Baron nó sẽ bị giảm thời gian hiệu lực anh em, nhưng mà dù sao thì nó sẽ mở ra thêm nhiều cái ý tưởng khác
để có thể vận hành team dành cho bên phía của T1. Đây, chuẩn bị đến pha giao tranh đường giữa, pha giao tranh cuối cùng nè. Một tình huống giao tranh đường giữa này thì anh em thấy là cái đội hình của bên phía Angie là cái đội hình mà kiểu dạng họ có khả năng để có thể tạt ở hai bên cánh với Rị Tinh và với con Akali, họ tạt ra phía sau của anh em. Phía sau của sẽ có ai? Phía sau sẽ có Faker, phía sau sẽ có Gumayushi và Kirea. Họ sẽ tạt vô để họ gây áp lực và họ khuấy đảo nhằm với một mục đích là tạo ra cái khoảng trống để có thể được gây sát thương dành cho Gala. Và thằng anh này họ có ý định đó. Thằng này họ có ý định đó. Họ móc nè, móc được Gumayushi. Họ có ý định để có thể tạt ra hai bên cánh nè. Nhưng mà cái bài toán mà kiểu dạng là sồ lên tấn công của bên phía của Angie á, nó bị một cái là nó không có vượt qua được cái chiêu thức trên diện rộng của Faker. Faker đặt một cái R với lại một cái đúp ở đây, đẩy lui được cả Quay với lại Gala. Gần như là đây tình huống mà Gala với lại Quay là không gây được sát thương nữa. Và thật ra cái góc tạt cánh này cũng không phải là cái góc tạt cánh mà nó tạo ra một cái nhịp đủ mạnh của bên phía Angie. Họ thiếu đi cái nhịp bất ngờ. Nói chung là rơi búa thế này khó bất ngờ, tại vì bên phía của Tiên Quanh họ kiểm soát rất là triệt để rồi. Nè, mắt nè mới cắm ra nè, phát hiện được những cái hướng lòn ra phía sau của bên phía Angie. Và không có nhiều lắm những cái phương án bất ngờ tổ chức tấn công của bên phía Angie. Và pha thi đấu này, pha thi đấu mà họ chỉ có hai người ở dàn tuyến sau mà thôi. Sahu chỉ có thể focus vô được Kirea, mà Kirea là hỗ trợ nên gần như là không có sát thương của Gala với lại Quay nha. Một con Aphelous 4 món trang bị mà gần như không gây được sát thương ở trong cái nhịp đánh này. Thua luôn. Trời ơi. Pha giao tranh này, pha giao tranh mà kết thúc rồi, kết thúc cho bên phía của Angie. Kết thúc của bên phía Angie. Tại vì bây giờ hai cửa Mega rồi anh em ơi. Hai cửa Mega và đội hình của bên phía Angie cũng không có thể nào có được những cái góc bọc nữa. Phía bên đây thậm chí có rất nhiều món trang bị bảo hiểm, phòng ngự. Gala không bắn được, Gala không gây sát thương được. Bên phía của Team One nó rất kỹ ở trong những tình huống giao tranh như thế này. Không bất cứ có một cái cơ hội nữa. Gala không được chơi game đúng không? Rồi một chiến thắng triệt để ở ván 1. Thì cái ván này á, cái điểm mà kiểu dạng tôi thích nhất và cái điểm then chốt nhất á, là một cái tình huống kiểu dạng là tấn công ở đường trên á. Cái pha mà ăn được con sứ giả đầu, ăn được con sứ giả thứ hai với lại cái pha mà bỏ bãi để có thể găng ở khu vực đường trên tạo ra cái thế đai trụ á. Nó là cái tình huống mà nó tạo nên cái điều kiện thắng của bên phía Team One. Và thêm vào nữa là cái cách mà họ tính để có thể tạo ra cái thế đánh ba cánh rừng nữa, rất là triệt để. Thì đó là những diễn biến ở trong ván thi đấu đầu tiên. Ván thi đấu đầu tiên, ván thi đấu mà tôi phân tích rất là kỹ rồi đó. Anh em có thể qua đó coi.